Hey, chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cây. Cây này là ghế ánh dương luôn, đẹp luôn. Mình mới ghép đại mỹ nhân vô. Này thấy nó ổn rồi, thấy nó đâm chồi rồi. Mình giới thiệu cho các bạn chơi. Thật sự ra ghép thì các bạn nên bắt đầu bây giờ được rồi đó. Ghép mùa này là ngon nhất. Mình ghép amateur thì ghép mùa này là im nhất. Mùa này là ghép bập dính. Nên là các bạn nên dùng cái lưỡi lam á để làm ghép thì nó ngon hơn. Tại vì cái lưỡi lam mình nó bén, cắt nó ngọt. Ai có dao bén thì cắt. Còn nếu như mà các bạn mà lần đầu mà các bạn ghép á, cảm giác không tự tin thì mình nghĩ nên các bạn nên dùng lưỡi lam là im nhất. Lưỡi lam là chắc bập luôn á. Mùa này là ghép là ngon nè. Tại mùa nắng mình tưới nước không có sể. Với lại nó nhanh khô nữa. Nên là ghép dữ luôn. Đây, kệ đây. Đó. Im không? Giống con gì á. Này để kiếm cái chai để do cho cái này nó vô để cho nó cái rễ này nó phát triển. Im không? Rễ ánh dương này trồng đã lắm. Ánh dương này ngon. Trồng khỏe. Lúc đầu là mình cắt mình chừa có một chỗ này thôi. Này trồng một thời gian nó ra thêm hai cái bên đây. Ba bên thành bốn cái. Mục đích ban đầu là tính chơi một nhánh cho đó thôi. Nên là chừa có một cái một. Này ghép trên đây nó đã dính rồi. Dính đây. Mới mở ra coi. Nhưng mà cái ánh dương này nó ăn bo rất là chậm. Do đó các bạn mà thí dụ như thông thường á, bình thường á là mình mở ra được rồi. Mình mở ra là mình dưỡng bình thường được rồi. Nhưng mà cái này thì các bạn khoan hả. Khi mà nó đã dính á thì các bạn chùm lại tiếp. Kiếm cái bọc chùm lại để giữ hơi ẩm cho cái bo. Chứ nếu mà bạn mở ra là nó khô luôn á. Nên là bây giờ mình chưa. Khoan ha, mở ra. Mình đợi cho nó thật sự nó dính, thật sự đâm chồi rồi xong mình mới mở tiếp. Tại vì cái giai đoạn mà từ cái đoạn này nè, cái đoạn này mình để mình dưỡng nó lên cái chồi mà nó khỏe, nó rất là lâu. Mà bây giờ lại cận Tết nữa. Nên là mình sẽ chùm tiếp. Mà không biết giấu ở đâu nữa nên nè. Để ngoài nắng, mình để ngoài trong mát không biết sao. Đó. Đó, thấy chưa? Nó ra nè không? Đây nó cũng dính lên hơi bị nghiêng. Bị nghiêng bên với lại cái bo dưới này nó nhỏ quá. Cái này nó cũng đâm. Mà cái này nó cũng đâm luôn. À, bo nó vẫn... Cái chỗ này nó vẫn tươi nữa không? À, tươi xanh luôn. Rồi bên đây cũng vậy. Cái mình sợ nhất là cái phần ở đầu này nè. Phần ở đầu này nó sẽ bị thâm. Nó bị thâm. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Mình mở ra cho mình mở ra xong rồi cho nó xả hơi cái mình nhóm lên các bạn. Cái này ghép cũng khoảng chừng tuần mấy rồi đó. Tuần mấy hay tuần mấy. Không nhớ ngày nào nữa nhưng mà cũng lâu rồi, khoảng trên dưới 10 ngày á. Nó bị ướt cái đầu á. Thì bây giờ mình xả ra đi. Xả cho nó ráo cái phần này đi rồi xong rồi mình sẽ chùm lại. Như vậy nè, nếu mà mở ra không khéo là nó sẽ bị khô luôn các bạn. Nên là mình sẽ chùm lại. Chùm lại bằng cách là mình chùm như vậy nè đó. Không biết sao chứ mình ghép cái này là mình nâng như trứng hứng như hoa vậy đó.
mà nó vẫn rớt. Từ đây tới tháng 4, từ đây tới tháng 4, tháng 6, tháng 1, tháng mùa mưa là cái tháng mà mình nghĩ là ghép thì là thành công nó cao nhất. Theo mình nghĩ nha, theo cái những gì mình ghép. Vậy còn nhà vườn thì họ ghép đủ thứ mùa. Đó, cho nó hỏng lên xíu nè. Rồi. Để cho nó cái hơi ẩm nó đừng có bị đè vô cái bo này. Mình để ra nếu mà nó dính thật sự thì cái phần mà đen này nè nó sẽ khô. Ở bên đây thì chắc không dính cái gì rồi nè. Nên mình ghép bằng keo nên nó hai cái đọt thôi. Nên là không dính rồi. Phần bên đây nè. Nó chỉ dính được trên đây thôi. Thôi kệ đi. Nếu mình tại cái nhánh này nó có chút xíu. Nó dính cái nào cũng được, dính là ngon rồi. Mà chủ yếu là nó dính ở trên đây nè. Dính cái nhánh trên đây là ngon nhất. Có gì tại ban đầu mình định mình cắt hai cái này. Nhưng mà tại cái bo đại mỹ nhân lúc đó nó cũng nhiều quá nên là ghép luôn. Ê bố, ấy. Trời ơi, cái tay lông ngóng gỡ một hồi là nó gãy tùm lum. Thấy không, nó ướt luôn không? Ướt luôn. Thấy nó khô. Khô xong cái mình bọc lại tiếp. Cái này nuôi lâu lắm. Một cây mà hình như lúc trước mình nuôi ha, mấy tháng trời luôn á. Tính đơn vị bằng tháng chứ không phải là bằng ngày rồi các bạn. Lâu ơi là lâu luôn. Nó mới lên được. Mà nó lên được thì nó rất là khỏe. Thằng này nó chậm nhưng mà nó chắc. Đúng không? Cái củ của nó là trâu bò lắm. Nó không có bị tào lao gì hết chứ. Mình kéo lên tí. Anh Dư khoan mở rồi. Nhìn tổng thể nó vậy nè chưa. Mà nó khi mà nó ra hoa rồi nó khỏe lắm. Nó, ý, khi mà nó đâm chồi rồi nó mạnh. Mình lúc trước mình có một cây à, mình ghép một cây à, mà mình để ra cho bà chị kia xài nè. Gốc bự lắm. Lên bò nó bành. Mà thằng đại mỹ nhân nó lại bự nữa nên là nó ngon. Em ha. Còn mình còn một cây một củ quái nữa. Chắc củ đó mình sẽ ghép cái bo kia. Dài, tại cái củ quái đó những nó nhiều bo. Mình thì trồng ít phát triển, bo nó phát triển kém nên là với lại hơi bị đông nóng. Nên là cũng khó. Để kiếm cái gì vô cái này coi. Này cũng vô cái này nè. Bỏ nó vô. Để cho nó kéo nó dài cái chân ra xuống cho nó chọt được dưới này. Đó. Bỏ hết. Anh Dương này trồng rất là khỏe. Trồng khỏe luôn á, tôi gọi là khỏe luôn chứ không phải là khỏe mình rồi khỏe nó luôn. Nó dễ. Trồng mấy cây kia sợ này sợ kia chứ này không. Để cho nó vô đất đây. Rồi.
Im không? Mình có mấy gốc bánh dương đã ha. Rồi, chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui nha. Mình chưa đi tao đàn nữa. Rồi, đi làm đây. Làm tới bữa 29, hết ngày 29 mới được nghỉ. Nghĩa là về rồi xong rồi dọn. Cái này dọn từ từ vô nhà. Tại vì nếu bây giờ dọn vô nhà thì nó không có chỗ để. Nên giờ dọn từ từ vô, tha từ từ vô, rồi tới ngày 30, sáng 30 mới đi về. Nói chung là năm nay về tới nhà là nửa ngày 30 rồi. Sáng ngủ dậy ngủ đêm tới sáng vậy là sẽ là mùng 1. Đúng rồi, công ty nó bị xàm thì rồi thôi, ăn cơm chúa rồi múa tối ngày thế chịu sao nha. Chúc cô chú anh chị năm mới thân nhìn làm vui nha.